Linh Quy Pháp Ấn, Tiên Cảnh Bồng Lai của tỉnh Lâm Đồng. Chùa Linh Quy Pháp Ấn nằm ẩn giữa núi rừng Đại Ngàn, Pháp Ấn Sơn, tại đồi 45, thôn 4, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc 21 km về hướng nam. Chùa Linh Quy Pháp Ấn là một viên ngọc quý của tỉnh Lâm Đồng. Nơi chốn tôn nghiêm này vừa yên bình thanh tịnh, vừa sở hữu không gian đẹp mê hoặc lòng người. Ẩn mình trên đồi, chùa còn được gọi bằng tên Am Pháp Ấn. Nơi thanh tịnh này nằm trên ngọn đồi cao, lọt thỏm giữa những rừng cây, vườn chè. Không gian xanh mướt xung quanh càng làm cho không khí thanh thoát, nhẹ nhàng. Để đến được chùa, bạn phải đi qua nhiều cung đường đèo, qua nhiều thôn xóm và những con đường dốc đứng, nhỏ bằng vòng bánh xe. Sau đó, men theo những bậc thềm đá phủ rêu giữa rặng trúc và đồi chè để đến nơi đẹp nhất, quán chiếu đường. Đoạn đường lên chùa hơi khó đi, tuy nhiên điểm lý thú nhất là đi bộ, vì bạn sẽ được thỏa sức ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên hiếm thấy. Tại đây có thể bạn sẽ bắt gặp những cụ già leo núi hay những cô sơn nữ đeo gùi chất đầy đồ mà đôi chân vẫn thoăn thoắt trên con đường gập ghềnh. Trên đường lên chùa, ta cũng dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà gỗ ẩn mình trong những rừng cây. Ngắm nhìn những người nông dân hái chè dưới nắng trưa trên nương đồi, một cảm giác thú vị khi lên được Linh Quy Pháp Ấn chính là hương chè thoang thoảng quyện vào mùi cỏ cây nguyên sơ, rất dễ thấy dưới chân ở thảm cỏ hoặc trên tảng đá phủ rêu những bông hoa trà hay những chiếc lá đầy màu sắc. Chắc hẳn bạn sẽ choáng ngợp trước cánh cổng thần đạo uy nghiêm, được ví như cổng trời của chùa Linh Quy Pháp Ấn. Cánh cổng phảng phất nét kỳ bí nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, càng làm cảnh sắc nơi đây thêm phần lung linh. Đứng ở cổng, hãy phóng tầm mắt ra xa để thấy bốn phía đều huyền diệu, mờ ảo, đẹp như tranh vẽ, xa hút tận chân trời. Vừa vào sân chùa, cảm giác hệt như đang đứng giữa một vùng trời mây bao la, ai cũng thấy mình thật nhỏ bé. Mây núi thênh thang trong nắng vàng, trời xanh cao vợi. Khi nhìn từ cổng trời trên quán chiếu đường, cổng trời sừng sững giữa mây, nắng, gió cao nguyên. Khoảng sân rộng này cũng là nơi các nhà sư tập trung làm lễ, thuyết pháp vào buổi sáng sớm. Bức tượng Phật trang nghiêm ở giữa cửa vào quán chiếu đường, phía dưới là những bậc thềm, hình bán nguyệt khá lạ đối với kiến trúc chùa chiền mà bạn thường thấy. Mặt tượng Phật A Di Đà hướng nhìn ra non sông Việt Nam, như muốn ban phúc cho tất cả mọi người trên thế gian này. Khi vào trong viếng chùa, bạn sẽ thấy cách bố trí sắp đặt bên trong rất tinh tế. Ở đây còn có vườn sỏi được thiết kế dựa trên triết lý về sự tĩnh tại và thiền định. Tượng Bồ Tát giữa hồ nước cùng nhiều khung cảnh khác, mỗi góc có một nét đặc sắc riêng, nhưng tất cả đều mang lại cho bạn sự thanh thản trong tâm hồn. Bình minh và hoàng hôn tại chùa Linh Quy Pháp Ấn là những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất. Vào tinh mơ, từng lớp sương mù lờ lửng giăng phủ khắp đồi núi trập trùng. Sương hòa quyện với mây, tạo cảm giác như bạn đã lạc bước đến chốn bồng lai tiên cảnh. Và bạn không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng những vệt ráng chiều vắt ngang qua bầu trời lúc chạng vạng. Cảnh sắc yên tĩnh trầm mặc càng làm bật lên nét thanh tịnh của chùa, xua tan tất cả phiền não trong lòng mọi người.
Còn vào giữa trưa, khi ấy nắng đẹp, trời quang và chùa vắng, có thể nghe được âm thanh vọng vang của những chiếc chuông gió trên mái quán chiếu đường. Cảm giác ấy thật bình yên và thanh tịnh. Ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn độc đáo và tuyệt đẹp này đang thu hút nhiều du khách cũng như Phật tử trong và ngoài nước đến ngoạn cảnh và tu học. Nơi đây quả thật là tiên cảnh dưới trần gian. Du khách có thể ghi lại những khung hình độc đáo của tiên cảnh Bồng Lai, một bầu không gian thanh tịnh để tìm sự bình an trong tâm hồn mỗi người. Linh Quy Pháp Ấn, một trong những địa điểm hấp dẫn nhất của tỉnh Lâm Đồng hiện nay,